chlb.win, website chơi chẵn lẻ liên banh uy tín số 1, giao dịch tự động 24/7, thanh toán siêu tốc chỉ trong 3 giây. Website đầu tiên chơi được liên banh. Truy cập ngay clb.win, chẵn lẻ liên banh thanh toán siêu tốc. Samsung TV.com, shop bán hết liên quân, net free size, uy tín, giá rẻ. Vòng quay Cung Huy, vòng quay kim cương, nhận lên đến hàng nghìn Cung Huy, hàng nghìn kim cương. Thử bấm máy liên quân, free size, thể lệch cực kỳ ngon. Đặc biệt, lần đầu tiên đăng nhập vào shop, nhận Cung Huy free. Rồi, hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Anh em coi kênh mình nhớ đừng quên cho mình xin một like, một subscribe ủng hộ mình nha, cảm ơn rất nhiều ha. Rồi, ok, đầu mùa thì làm trận gian đi rừng chứ anh em nhỉ. Hả, nói chung là mùa này anh em sẽ xem tôi đi top khá là nhiều, nên là anh em cứ thoải mái đi ha. Đó, tập đi top. Đợt này mình yếu top quá, mình tập đi top ha. Chứ sáng giờ là tôi chơi game nó đi top tật quá, nên là tôi nên là phải giải trí bằng bán rừng mọi người. Ấy, nói chung là kiểu sáng giờ nó chơi tầm thì cũng thắng nhiều ấy, nhưng mà kiểu đánh tật quá, không quay được. Nói chung là thì đơn giản thì tôi cũng nhận thôi, đánh không có hay đâu. Kiểu trận nào đánh hay hay thì cho anh em coi thôi, chứ không phải là tôi một thằng vẻ kiểu đánh rất là bro ha. Tôi chơi YouTube là kiểu làm cho vui thôi, chứ không phải là mình là nhận một thằng kiểu đánh mẹ gian bro vãi trưởng đâu, nên là anh em đừng có thần tượng tôi quá ha. Nhiều khi đánh tật lắm. Rồi, cơ bản là mẹ kiểu buổi sáng chơi nó bị lỗi game mọi người, không hiểu sao mà tôi cập nhật xong á mà nó bị mất cái tiếng hiệu ứng chiêu luôn. Tiếng game vẫn có nha, nhưng mà kiểu tiếng hiệu ứng chiêu hay tiếng đánh thường là mất hết luôn, không nghe được con nào hết luôn á. Đúng rồi, trừ con Elsu thôi, còn lại là không nghe được con nào hết. Nhưng mà đấy Elsu tôi chơi nha, mà Elsu tên bạn chơi thì cũng thế à, không hiểu sao luôn. Rồi ok, bây giờ bắt thằng John này, mày đòi vào cân 4 à, chém thường này, đẩy ra này, lướt phát hai lần lướt ra này, rồi lướt ra nhá. Hả, má phải này hên mà tên bạn nó không có gành á. Từ từ tôi lượm một con lính rồi tôi chạy mọi người. Lượm một con lính rồi để cho AD ăn. Đó. Nhưng mà ăn hết lính rồi AD chửi mình chết á mọi người. Rồi, ok. Nè, chém đây con lửa này. Rồi, ok, bây giờ thì chắc là đợi rồng ra nha. Đó, mấy thằng top bạn nó ở trên nó gánh top mình á. À, loại dừng mạng ở trên gánh top mình, chắc là tôi nghĩ nó sẽ đổi bên con tà hần rồi ha. Rồi, đó. Đây, thằng này, ulti này, ấy thằng dưới nó kìa. Má, và này... hình như tôi chơi lại hơi sai sai rồi. Cái này hơi sai sai rồi. Thôi xong rồi, ngu rồi. Oh my god. Ăn được thằng mít cũng ngon rồi, thôi lui nha. Má phải tôi ngu rồi, nghe tôi lên đánh rồng chứ tự nhiên tôi chạy qua bắt ra để chị. Trời. Giờ quá rồi, giết luôn thằng này nè, thằng này chết chắc rồi, hết chiêu rồi chạy đâu. Xong, giết luôn thằng AD này, giết luôn thằng Aya này. Giết nó thôi cho tem mình ăn mạng nha mọi người. Mình bú ba mạng là quá đủ rồi. Nên là thôi để cho tem mình ăn mạng cho vàng nó để đều xíu ha. Rồi, ok, thằng rừng nó chết rồi thì bây giờ tôi sẽ lượm con blue, nhưng mà pha này chắc là... úi hồ ôi, không ăn được blue rồi. Má ơi, ông là AD thì ông phải để tôi ăn chứ. Tôi đi rừng mà mấy má. Hơi tiếc là pha đó tôi không có thằng chị, có thằng chị là tôi không nhường đâu mọi người. Mình đi rừng mà. Mình tối ưu lượng vàng chứ, biết là bồ mình nhà mình còn rồi, nhưng mà kiểu như thế này là giao tranh này. Rồi, hất tung này, chém thường này, đợi cho nó lướt nha. Cứ từ từ đợi cho nó lướt nha. Rồi, lướt hai lần, phát ra nó chết này. Rồi, ok, lui nhẹ ha. Rồi, má bà nãy tôi mới thấy thằng rừng nó ở bên phía bùa đỏ này, khả năng nó qua cướp lại bùa tối mọi người. Bởi vì tôi lộ sai mà đấy, vừa nói xong ấy chưa. Tôi lộ sai đấy là khả năng nó cướp lại khá là cao. Đó, mẹ, tự nhiên nãy thằng AD ăn bùa lù của mình, thế giờ mình không có bùa lù, cay thế không biết. Trời ơi. Rồi, ok, nhưng không sao ha. Bây giờ thì chắc là tôi ăn xong rồi, thôi ăn quá nhỏ xong rồi về ha. Đó, ăn xong quá nhỏ xong rồi về thì di chuyển lên đường top. Rồi ok, biến về thôi. Không có mana. Không có bùa xanh, bây giờ hết mana nhanh quá. Ở mùa này tôi chơi nhanh mà không hiểu sao mà tôi hết mana nhanh bẽ trưởng ra. Trời ơi, đi top mà tôi chơi cái siêu cái đánh mấy cái siêu cái này, hết mana. Kìa. Lúc không có tướng này. Trời ơi. Rồi ha. Trận này đầu game mà chưa chi thấy khá là thuận lợi rồi. Bây giờ thì di chuyển lên. Ê, nó ăn con tà hần này. Đánh này. Này, chạy đâu, ulti này. Đồng, 4 đứa. Ôi, cứu. Sao phải em biết tôi chết không? Tôi ngạc là nó chết khá là cao. Trời ơi. Má ơi, giết nó. Hay ơi. Trời ơi, rồi xong chết hết luôn. Ôi. Bạn Daily, bạn làm gì vậy? Ôi là trời. Hù, ăn đồ mạng kìa. Ui, không giết được thằng top nữa kìa.
Trời ơi, ông Lily, ông làm gì vậy? Ông combo, ông mù mắt tôi quá à. Ôi là trời. Ôi ôi, dùng chiêu kìa. Ảo thật đấy. À, bạn nó mà tem bạn kéo lên bốn đứa chơi tem mình luôn. Cơ bản là vì nó có Aya nên là nó leo đầu rừng mọi người. Ada Aya leo đầu rừng. Rồi. Ok. Bây giờ thì đi về farm của Blue thôi ha. Thằng nào mà qua đây? Má, tôi nghĩ thằng Laurel sẽ qua đây nhưng mà kệ đi, không sao, mình có chính trị mà, sao nó cướp được mình đúng không? Rồi, từ từ nha. Rồi, chính trị này. Rồi, xong. Phá này mày chết chắc rồi. Mày ở đây mày múa đi con. Mày múa bốn thằng đi, múa năm thằng đi. Mày múa đi, mày múa đi. Ấy ôi. Ôi ôi. Ôi ôi, cầm chan múa kìa, thôi thôi. Thôi cho em ấy. Thằng Aya này. Ôi ôi, mình tưởng mình ăn được chứ. Mình đang tính nhường em á nhưng mà nó nhảy qua ấy, mình tính anh lượm luôn. Nhưng mà tiếc là mình không ăn được. Rồi, bây giờ thì ăn từ từ nào. Chắc là ăn con này xong tôi sẽ ăn con ta hẳn ha. Thằng rừng bạn tôi đấy sai, không biết nó, chắc tôi nghĩ nó sẽ ăn con rồng mọi người. Ồ, ở đây nó ở mít kìa. Rồi nha. À đúng rồi, đợt này thì Liên Quân nó có cái đồ mới mọi người. Có cái kiếm gì nhỉ? Cái kiếm gì thì xanh xanh tôi không nhớ tên. Chơi chơi tôi không đọc nhưng mà tôi chỉ biết nó là đồ mới thôi. Ở kiếm xanh xanh với cả một cái kiếm cho AD. Một kiếm này thì tôi đọc là một cái thì tăng tầm đánh với cả tăng tỷ lệ chí mạng cho AD đấy thì giải. Còn một cái thì tăng miễn thương. Và cái đang miễn thương đấy mà cũng có đam cũng khá là coi công cũng khá là lớn nha mọi người. Tôi nghĩ cái đồ đó là khá phù hợp, cực kỳ phù hợp với gia luôn á. Thật, đi rừng với cả đi top để nâng được ha. Đi rừng thì tôi nghĩ là mọi người nên nên thay cái nanh nhá. Thay cái nanh. Ờ. Đó, mọi người nâng cái đó, mọi người kiểu mọi người nâng full down cũng cũng mạnh, cũng khỏe mọi người. Kiểu mọi người bật lên mọi người tăng 40% miễn thương mà, nên là cái đồ rừng nó cho con gian cực kỳ khỏe luôn á. Đó, nên là con gian mà nâng full down thì có cái đồ rừng đó thì nó bật lên thì thôi. Nó chống được 2 giây thì nó trâu vách trưởng luôn, vừa đam to vừa trâu nữa, mọi người nghĩ sao? Đó, đi top thì tôi nghĩ nâng cái đó nha. Đó, mọi người nâng cái đồ đừng đó thì mọi người nên nâng theo hướng đam nha mọi người. Nâng cái hướng đam nó sẽ khỏe hơn bởi vì mọi người được miễn nhiễm 40% trong 2 giây mà, lâu không? Quá lâu luôn. Đó, bay vô cò quay xíu cái bật chịu bật cái nó lên cái nó tanh quá trời luôn. Mấy cái đồ rừng đó là kiểu hay lạ cho mấy con lao vào như con Skirt hay là con Vedet hay con Floor mọi người. Ồ, đặc biệt là con Floor đấy. Con Floor mà có cái đó thì nó cũng khỏe phết đấy. Trời ơi, không nói đùa đâu. Đó, nên là người chơi bộ này thì nên con gian nâng, nên nâng cái đó ha. Rồi, ok, đi rừng thì nên nâng thay cái này. Đó, còn đi top thì anh em nâng cái gì cũng được, mấy sao cứ có đồ rừng đó là được rồi. Còn đi top thì bình thường là mình hay nâng hướng đấu sĩ là hướng áo cho ăn giá thì mình nâng áo cho băng giá cũng được, nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà mình có cái đồ đó mà giảm 40% một chiêu thì mình nên nâng hướng full dam thì không, ý là không, đừng có full dam quá, nhưng mà ý là nâng đi hướng phước kiếm á thì tôi nghĩ nó sẽ mạnh. Rồi, bay vô này, cân hai này, tầm này đồ tôi quá nhiều rồi, đánh ngay. Mày làm gì má, đâu đấy, bộc phá. Ôi thôi xong rồi, phải để chết rồi, con này lướt lố rồi. Tôi cứ nghĩ không, nếu mà thoát đó tôi nghĩ là đủ dam thì tôi lướt lên thì tôi né được tầm bắn của con John thì khả năng là tôi vẫn có quay được xíu, nhưng mà má, đủ đam rồi mà tôi lướt phát lố luôn. Rồi ok, nhưng không sao, là một đội hai khá là lời đấy ha. Rồi ok, nói chung là hồi sinh rồi đây. Đó, từ từ nào, từ từ nha. Ui ôi, tên mình đánh nhau ghê thế, chết luôn bạn. AD chết đâu, hổ chết AD luôn. Nhưng mà tên mình bù lại thì cũng đổi lại mạng rồi, xong đổi bốn mạng luôn, hai chết bốn luôn. Và này chết Aya rồi, từ nha, nè lướt hai lần nè, đánh thường này. Ui hổ, lượm mạng ha. Bú win trận này, bú mạng quá trời luôn. Trời ơi, quá mạnh. Thật sự là con gian mùa này mà có cái kiếm đó rất là mạnh, nên là anh em lên chơi nha. Trang bị hơi bị cần đấy, anh em gắng chơi nha. Rồi nha. Trận này tôi xanh quá. Nên là chắc tôi nghĩ là không kịp nâng cái món đồ đó đâu, mà tôi win luôn rồi mọi người. Rồi ha, đẩy trụ này. Ơ kìa, vẫn thiếu máu à. Thôi xong, chết luôn. Trời ơi, má trụ thiếu máu thôi nhưng không sao, giết được chết tôi chết mẹ, nhưng mà tôi vẫn đẩy được cái trụ cũng ngon rồi. Gặp con do mọi người ép kiểu gì mà mọi người phải cố gắng ép được cái trụ nhà lính nha. Gặp con do mọi người không ép được cái trụ nhà lính mọi người khó chơi lắm á. Rồi ok, má ăn một lô sau thì bạn đông khá nhiều bật ulti này, dí này. Rồi chiều hai ulti là tới tập này. Rồi đánh thường này. Ok à, má mày, má nó nấp được rồi kìa, nhưng không sao tôi dí luôn nha, tôi đang còn chiêu cuối mà, thoải mái đi. Lướt chiêu hai này, lại ulti đánh thường này, bể trụ luôn, ngon luôn. Rồi nè, bổ phát hai đứa này. Ui, không được bạn mạng của rừng nó, nhưng mà không sao, tên mình vẫn chết hết rồi. À đội tên bạn vẫn chết hết rồi. Xong rồi pha này chắc là win luôn rồi mọi người. Ôi là trời. Tôi còn chưa kịp nâng cái đồ rừng mới cho anh em xem nữa, nhưng mà trận đấu này win mất tiêu rồi. Ok, nói chung là clip thì cũng đến đây thôi. Cậu nghèo đã coi clip nhé. Đến đây nhé, đừng quên là xin một like, một subscribe ủng hộ mình ha. Cảm ơn rất là nhiều ha. Bye bye anh em. Hẹn gặp anh em ở clip sau nha.